sử dụng loại kem này nha, cái kem Oche này á, để mà làm cái lớp bên ngoài của bánh kem. Bây giờ mình sẽ đánh, mình để trong tủ lạnh, tủ ngăn đá đó nha, 1 giờ đồng hồ nha. Bây giờ mình chuẩn bị mình đánh nha. Mình bật lên nè. Bật lên, mình lấy ra cho nó nhanh, nó dễ hơn. Mình cắt. Tùy theo các bạn nha, thích ngọt hay lạt nha. Còn mình làm 3 muỗng, mình phải để cái phim vô nha, mình đánh như cái dao nha. Chữ ok.